Gia Bảo Luxury, thay đổi để phục vụ tốt hơn. Với tiêu chí luôn lấy khách hàng là tâm điểm của mọi hoạt động, Gia Bảo Luxury đang có những bước hoàn thiện trên hành trình tìm kiếm những giá trị tinh thần phù hợp tới những khách hàng có niềm đam mê với đồng hồ. Vẫn mang trong mình những giá trị cốt lõi về sự độc, lạ và tiên phong trong việc lưu giữ dấu ấn thời gian. Gia Bảo Luxury còn hướng đến việc tối ưu mọi cảm xúc giác quan cho khách hàng của mình. Với vị trí đẹp xuất sắc tại số 69 Quang Trung, một bên là hồ Thiên Quang thoáng mát, rộng rãi, một bên là đường Trần Nhân Tông sầm uất tấp nập. Boutique mới mang thiết kế hiện đại và sang trọng như một điểm nhất tinh tế giữa lòng Hà Nội. Còn gì tuyệt vời hơn khi boutique được setup bài trí như một không gian để thư giãn, nhẹ nhàng và sảng khoái. Mang dáng dấp của một quán pub hay cà phê khiến cho nơi đây trở thành một không gian lý tưởng dành cho những anh chị em có niềm đam mê với đồng hồ. Một nơi có thể chia sẻ những câu chuyện về cỗ máy thời gian bên cạnh một ly cocktail mang tên Rolex hay là Patek Philippe. Tại Gia Bảo Luxury 69 Quang Trung, anh em đam mê đồng hồ chắc chắn sẽ tìm được nơi chia sẻ chuyên sâu cùng với những chuyên gia hàng đầu, cũng như được chiêm ngưỡng những tuyệt tác về thời gian. Như một món quà là một món quà, đó là tiêu chí quan trọng bậc nhất Gia Bảo Luxury muốn khách hàng của mình nhận được khi đến với hệ thống của mình. Không ngừng thay đổi, không ngừng thích ứng, với mục tiêu duy nhất là làm hài lòng tất cả các cô khách hàng yêu thích đồng hồ. Thời gian có thể thay đổi, nhưng sự hiếu khách và tận tâm của Gia Bảo Luxury thì mãi mãi vững bền. Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian.